Đỗ Quốc Đức Hiền xin kính chào quý vị. Bây hiện nay là 10 giờ sáng ngày 26 tháng 6 năm 2016. Và trong clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc tủ chè vẫn là cái mẫu đặc biệt truyền thống của chúng tôi. Đó là lèo mai điểu, lèo kép mai điểu, bệ tứ linh và cánh khảm với cái kỹ thuật đỉnh cao gọi là khảm dâu kiến với ngũ bảy sắc cầu vồng. Và chiếc tủ chè này thì là chúng tôi đang được làm theo đơn đặt hàng của nhà anh Kiên, chị Hạnh ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và anh chị khống chế cái chiều rộng chỉ được phép là 1m73. Chính vì cái việc khống chế chiều rộng này, và hôm trước ấy thì tôi mới bán một chiếc tủ chè này về Thanh Miện Hải Dương, thì khách hàng ở Hải Dương đã phát hiện ra là cái tủ này ngắn hơn bình thường. Và tôi nói đến cái lý do đó thì anh đã về nhà, anh nhớ ra và anh điện cho tôi, anh có ý là anh xem lại cái việc mà khống chế chiều rộng đó, nhưng mà cái chân mễ nó có cái phần chìa, cái dưới chân chìa ra, nếu như anh không có cái giải pháp nào thì về khách hàng không dùng được đâu. Quả là một cái nhận xét quý báu, cho nên tôi đã điện lại cho chị Hạnh ở Sài Gòn là, và chị cũng xác nhận như vậy. Chính vì thế là quý vị thấy là cái mễ ở đây nó cũng có cái điểm khác, tức là cái chân mễ nó phải thụt vào để đảm bảo là cái điểm rơi của cái chân này là điểm rộng nhất, và cái chân mễ này phải thụt vào một chút. Chính vì thế nó phát sinh hai cái thanh này đấy. Nếu như không vì cái việc phải làm thêm hai thanh này thì tôi đã chuyển đi cho chị cách đây vài hôm rồi. Và đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ nhất là khi chúng tôi giao hàng về ngõ 445 Lạc Long Quân thì là khách hàng là cũng có tình trạng là bị vướng này, và sau đó là cũng có phải làm thêm cái thanh này. Cho nên là sau này khách hàng nào mà bị kê vào cái điểm nào mà nó khống chế chiều rộng thì có gì thì xin là nhắc trước để chúng tôi chuẩn bị cái thanh ngang này. Tất nhiên là những thanh ngang này bằng gỗ quý nó cũng rất là tốn kém, nhưng mà biết làm thế nào được. Điều quan trọng nhất là để khách hàng sử dụng nó được thuận lợi thì các cái thanh này chúng tôi là có bắt vít vào đây, có bắt vít vào cái này. Tí nữa khi tháo ra để đóng gói đi Sài Gòn thì tôi sẽ tháo vít ra, và tí nữa tôi sẽ đánh dấu lại vào các cái điểm định vị này, và khách hàng sau đấy đặt vào đúng cái chỗ đấy và có cái tô vít nhỏ là bắt vào được thôi. Bây giờ trở lại cái hình ảnh của cái tủ chè. Tí không tí nữa lấy phấn. Anh còn đâu? Là đây là tủ chè kép, lèo kép mai điểu với những cái, mà cái lèo này là cái con chim sống động hơn con chim thật. Đây là một lần nữa tôi xin nhắc lại. Hôm trước cái phần mộc tôi đã quay vào cho chị Hạnh xem rồi, nhưng mà anh chị bảo đẹp thì đẹp lắm rồi, nhưng sao nó không được cái màu đẹp như mọi khi. Mọi khi bán cho người khác sao cái màu nó đẹp lắm, màu này sáng thế. Thì hôm đó là đang nguyên phần mộc, chưa qua cái phần xử lý hoàn thiện, còn bây giờ đã là hoàn thiện đây rồi. Thì anh chị xem đây, nó ra cái màu vụ rất là cơ bản của nó. Đây là phần lèo. Tiếp theo đây là phần bệ tứ linh, đủ là long đây, quy đây, phượng đây, và đây là ly đây. Nội tôi có điện thoại. Alo Đức Hiền đấy ạ. Vâng, Đức đây ạ. Vâng. Cháu nhìn những cái điểm km khoảng độ cách Phủ Lý khoảng 27 cây thì đấy chính là cầu Đỗ Xá. Nhưng mà cách cầu Đỗ Xá, vâng anh ơi, chưa đến Đỗ Xá, tức là đấy cái cầu Đỗ Xá thôi. Vâng gần đến cầu Đỗ Xá là cách đấy 100m, nó có một cái chỗ nó phiên tiện lộc bình cái thứ với cả làm xà cừ ấy, đầy đấy anh, ở bên đường tàu ấy. Cầu vâng, hỏi về đồ gỗ Đức Hiền ở xã Tân Dân là người ta chỉ ạ. Không, chưa đến cầu Đỗ Xá. Vâng, huyện Đức Hiền ạ. Đức Hiền, xã Tân Dân. Vâng. Khách hàng đang ở ngoài Thường Tín và đang trên đường đến Đức Hiền, đang hỏi đường.
Để trở lại cái bệ này, thực ra là những cái này tôi không muốn giới thiệu lại, bởi vì chúng tôi cũng đã giới thiệu nhiều lần rồi, quý vị hay theo dõi kênh tôi đã nắm rõ. Và chúng tôi những người nghệ nhân đục những này là chỉ đục cho đến giờ phút này là chỉ đục cái mẫu này thôi, vì mẫu này đang là mẫu đẹp nhất và khách hàng ưng ý nhất. Nó hội tụ đủ các yếu tố như là đủ long ly quy phượng này, đủ cả yếu tố phúc lộc thọ này, lại cả nho sóc tượng trưng cho sức khỏe này, rồi thì hoa mai tượng trưng cho mùa xuân ấm áp hạnh phúc vân vân. Tất cả những yếu tố này làm cho khách hàng vừa là ưa chuộng đường nét nhưng mà rất là chuộng cái ý nghĩa đó, để trong nhà nó mang một cái hơi hướng ấm áp và làm cho gia chủ được cảm thấy lúc nào cũng thấy vui vẻ và có cái động lực để thêm cái phấn khởi trong cuộc sống. Và trở lại đôi cánh thì đường nét khảm thì vô cùng kỹ, nhưng mà việc quay phim luôn luôn gặp khó khăn, bởi vì lúc này đây khi mà thực ra là đủ bảy sắc cầu vồng nhưng mà không thể quay phim được, nó bị lóa. Nếu muốn quay được cái bảy sắc này thì phải đưa vào trong nhà tối, đóng kín hết cửa lại thì nó mới rực cái bảy sắc lên. Cho lúc này là chúng tôi cũng rất là khó, không biết quay như thế nào. Tôi gọi là lướt qua tí nào thì được thì đấy thôi, được tí nào thì cũng biết xem tạm thôi. Và các cái đường nét đây thì chúng tôi là những người thợ khảo, cái tổ thợ khảo đây là luôn luôn chỉ vẫn cùng một tiêu chuẩn và giống hệt nhau. Và tại sao chúng tôi phải làm giống hệt nhau? Bởi vì những cái mẫu này đã được chắt lọc và đã được đánh giá là mẫu đứng đầu trên thị trường, cho nên là nhiều trường hợp là làm xong bắt đầu là bán cho người anh, người em lại muốn lấy thêm, hoặc là bán cho một bác ở trong cơ quan nào thì lại mấy bác đồng nghiệp lại muốn mua thêm. Cho nên là chúng tôi nếu như làm sai mẫu là cũng không được, cho nên phải đảm bảo đúng chuẩn cái mẫu mà khách hàng đã ưng ý, đảm bảo là các cái đường nét phải nhỏ như cái dâu con tiến và hệ thống sen lọng. Ví dụ một cái cầu này là hàng chục mảnh luôn, mà một cái thềm này là hàng trăm mảnh luôn, cái mái nhà này, cái kỹ thuật sen lọng đỉnh cao. Và từ những cái góc phụ này rất là cầu kỳ. Tuy nhiên là trước đây thì nhiều người còn khảm thêm cả những cái ô chỗ này, hoặc khảm thêm các cái phần phụ phần trong, nhưng mà quan điểm chúng tôi khác. Quan điểm chúng tôi là ăn ít nhưng mà ăn ngon, ăn miếng nào ra miếng đấy, không cái việc mình làm nó cái vẻ đẹp nó tập trung vào từng khu thôi, tránh tình trạng là làm dàn trải ra trông lóa mắt nhưng mà nó không đạt cái độ nét cao. Đến nỗi cái con cá ở dưới sông mà ở tận dưới này bé một cái đầu ngón tay tôi bằng cả mấy con cá luôn, nhưng mà cái con cá này vẫn còn nguyên cả từng cái râu của nó. Nói như thế để chị biết là đấy là cái chi tiết phụ thì nó còn được như vậy. Còn đây là cái bánh xe đây, không rõ là bao nhiêu mảnh nữa. Và cái bánh xe này, cả cái bánh xe này nó một cái ngón tay thôi là có thể hết cái xe này rồi. Đây, tóm lại đường nét thì vô cùng tinh xảo luôn, không còn gì để nói thêm nữa. Và màu sắc là rực rỡ đủ với sắc cầu vồng. Như vậy, tôi xin nhắc lại ngày hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2016. Và cái tủ chè này là đang được quay để chuẩn bị chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cho nhà chị Hạnh. Và tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Còn đây là cái hình ảnh mà công nhân của tôi đang làm cho cái cặp, cho cái sắp thờ của nhà bác ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đó, cũng đang dục là hoàn thiện cho bác ý. Và bên này thì là chúng tôi cũng đang đóng gói cái bộ trường kỷ để chuẩn bị đưa vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Rất là tiện là chúng tôi sẽ có lẽ sẽ chuyển cả trường kỷ, cả tủ chè vào trong một chuyến luôn. Thế là hai khách hàng nhưng mà trong cùng một chuyến. Và cái trường kỷ này chúng tôi khi chuyển đi là sẽ chuyển cả kính, cả núm kính đầy đủ. Thực tế là nhà xe vận chuyển hay vận tải là họ không đồng ý để chuyển kính. Và chúng tôi phải cam kết là nếu chuyển kính đi mà vỡ là chúng tôi không bắt đền. Tuy nhiên là những cái kính dày như này chúng tôi chưa thấy bị vỡ lần nào, cho nên chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho khách hết luôn.
để bởi vì đối với chúng tôi ở làng nghề thì cái việc chuẩn bị này thì nó đơn giản, nhưng mà với khách hàng mà phải đi lòng vòng mua bộ ghế rồi lại đi cắt kính đi làm các việc đó, thì nó rất là vất vả. Những hình ảnh chúng tôi vừa quay là quay tại tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Đây là cặp bàn thờ gỗ mun, tí nữa tôi sẽ lắp lên và sẽ quay lên đầy đủ. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những clip sau.